Và kế đến chúng con xin chuyển đến cho máy của bác Nguyễn Thị Dung pháp danh Bổng Hòa, và xin máy Galaxy A2 chuẩn bị câu hỏi của mình ạ. Được rồi, âm thanh đã mở rồi, mời bác đặt câu hỏi ạ. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào lão cư sĩ Diệu Âm. Con đọc dùng câu hỏi cho một bạn ạ. Kính thưa thầy Diệu Âm, thật là vô cùng kinh hoàng và đau đớn. Con lấy chồng về được 12 năm thì chồng con bị ốm lâu dài rồi chết. Chồng chết được 27 ngày thì em chồng chết. Sau đó 5 năm thì cha của chồng chết. Đến bây giờ lại là đứa con đầu của con là cháu đích tôn của ông bà bị tai nạn chết. Chỉ trong 15 phút, đứa con đi cầu bia mộ cho một dòng họ khác. Người ta nhờ thì cái bia đập vào mặt rồi chết luôn. Cả dòng họ và gia đình thật sự đau đớn. Gia đình con từ trước đến nay thì sát sinh hơi nhiều. Hiện nay cũng đang nuôi súc vật nhiều lắm, vừa bán vừa làm thịt. Gia đình vẫn cúng mặn, chưa biết cúng chay. Thầy ơi, bây giờ gia đình chúng con cần phải làm thế nào trong vòng 49 ngày này và những ngày tuần thất rồi những ngày tháng tiếp theo thầy? Kính mong thầy từ bi giảng dạy, chỉ điểm cho gia đình con. Chúng con thành kính tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm và ban tổ chức ạ. Con sẽ chuyển video này tới gia đình bạn ấy. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Sanh lão bệnh tử trên đời này, xin hỏi bác Bổng Hòa, có ai thoát được không? Chết trước chết sau cũng là chết, chết nhiều chết ít cũng là chết. Thấy cái chết mình đau, cửa chi mình nuôi chúng sanh làm thịt, tiếp tục sát sanh hại vật. Rõ ràng chư vị thấy không, nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Đừng nghĩ rằng những cái chết này mình trả được những mối oán thù của chúng sanh nhé. Mong cho gia đình nhìn thấy cái chết của người thân mình đau đớn thì cũng xin đau đớn với những con vật mà mình đi sát hại họ để bán để ăn. Chư vị ơi, đạo Phật chúng ta là đạo từ bi, là cái đạo bình đẳng. Mình thương người thân của mình chết, tại sao không thương chúng sanh mình sát hại? Mình cắt cổ, mình mổ ruột, mình nhổ lông người ta mình ăn, lấy cái niềm đau của mình mà trang trải với chúng sanh đi. Nhiều khi một cái tâm trang trải từ bi này hóa giải ách nạn cho chính mình. Nếu thực sự chư vị nghĩ rằng cuộc đời này khổ quá thì đem cái lòng từ bi trang trải cho chúng sanh chưa đủ đâu, ăn chay phóng sanh chưa đủ đâu, làm thiện làm lành chưa đủ đâu, mà muốn đủ thì cúi đầu xuống sám hối nghiệp chướng, quyết lòng từ này con không dám sát sanh hại vật nữa. Đủ chưa? Chưa đủ đâu. Đi chùa đủ chưa? Chưa đủ đâu. Ngày rằm phóng sanh gì đó đủ chưa? Chưa đủ đâu. Xin hãy thành tâm niệm A Di Đà Phật, quyết lòng trở về Tây Phương thành đạo để cứu chúng sanh thì mới có thể đủ, thì mới có thể trả được những ách nạn này. Nếu không tin lời Phật dạy, thấy như vậy chạy theo những con đường ngoại đạo, tìm cách phá gì đó, trùng tan phá ách nạn gì đó, là giết chúng sanh để mà cầu giải nạn mình, tạo nghiệp trùng trùng. Chư vị ơi, mau mau lấy những niềm đau của mình mà đấu chung cho chúng sanh. Hãy niệm Phật trở về Tây Phương Cực Lạc, cái lòng chỉ thành của chư vị sẽ hóa giải từ những ách nạn này, là cái động cơ vô cùng thấm thía cho mình tu, vô cùng thấm thía cho mình đi.
từ cái ách nạn này biến thành đại lợi cho chính mình. Mong chư vị tin tưởng niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, nhất định chư vị có thể hóa giải không những bên trong mà bên mình cũng vậy, mà chính mình cũng vậy. Nếu chư vị không tin lời Phật dạy thì đành phải chấp nhận chạy theo cái nhân quả vô cùng cay đắng của cõi ta bà ác nghiệt này. Nhớ nhé chư vị, mau mau niệm Phật trở về Tây Phương để hoàn thành công cuộc cứu độ nhau. A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm cảm niệm tri ân công đức là quý sư Diệu Âm.